rất nguy hiểm và lưới của các cầu thủ bên phía cầm đồ Bảo Dương đã rung lên. Người ghi bàn là số 12 An Kè, cú đá chìm rất lợi hại và tỷ số đúng quân bình 1-1. Đấy, những giây phút khó khăn sẽ tạm thời qua đi khi mà sức ép sẽ được cởi bỏ. Cú sút đi xuyên qua ba cầu thủ của Bảo Dương và đi vào lưới. Lại là đường kiến tạo của bậc thầy phù thủy Hàn Đông Diêu. À kìa, cơ lần này người kiến tạo là An Kè. Một đường chuyền đưa bóng về cột 2 và Quý Kante với một tình huống chạm bóng ở chân trái. Dứt điểm cơ bao! Lại là cú sút của An Kè. Dứt điểm cơ bao! Lại là An Kè. Đây là An Kè. Phản công dành cho các cầu thủ áo vàng đội trưởng Quý Kê Tê. Tốc độ với An Kè. Tiếp tục là Văn Hưng. Chưa được quả. Mai Sơn Trúc đang tạo ra được phút đà này thêm vào chắc chắn là những khu vực tiếp theo như miền Trung. Miền Bắc. An Kè. Rất kiểu. Vấn đề là An Kè. An Kè có bao. Chúng ta thấy cú am đôm đầu của Quý Kante. Trong hôm nay các bạn hãy để ý thật kỹ, Quý Kante đã cố tình chạy các bạc này hút các cầu thủ áo cam. An Kè, rất kiểu, vẫn đang là An Kè. An Kè. Bóng nằm gọn trong tay của thắng Ai Cơ và tiếp tục lên bóng dành cho BT Group. Lại là tốc độ của An Kè. An Kè. Tình huống đưa bóng về trong 2, đây là cơ hội của Quốc Việt. Lại là tốc độ của An Kè. Ok. Đúng 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 rồi, cho hỏi cơ hội luôn. Ok, cầu thủ mà chúng tôi vừa khen là sẽ rất hay, dẫn này sẽ được rút.